Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay bonsai Đình Vượng lại xuống thăm vườn của em Tùng Phan ở Hữu Bằng Thạch Thất. Hello, xin chào em nhé. Chào bonsai Đình Vượng. Đây là một nghệ nhân trẻ rất nổi tiếng nhưng mà rất khi ít lên sóng. Vâng. Đấy. Trừ khi hôm nay bonsai Đình Vượng xuống tham quan và thấy nhiều tác phẩm của em tự tay làm nên thấy đẹp thì mới phải nói là công nhận đây là một nghệ nhân đẳng cấp đấy các bạn ạ. Tất cả những cái gì qua cái bàn tay em tạo tác thì mới thấy được cái sản phẩm. Con này một con trực núi nhỉ. Ôi giời, đúng con trực núi lu 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 kia nhỉ. Ôi như một con núi thật. Đứng giữa bầu trời này cho các bạn xem. Đấy, này như ngọn núi ra. Đấy. Cho nó ăn lên bầu trời cũng được, hay. Ngọn núi nó phải lấp lóa bầu trời. Ôi, đường chạy này. Ôi rồi hay ghê đấy. Con loại xong đến nơi rồi nhỉ. Rồi chỉ làm dăm thôi. Con loại dăm độ sang năm là dăm đẹp đấy nhỉ. Một năm nữa là dăm đẹp. Ừ. Đó là cái cơ địa nó chun chằn. Hôm nay vừa rồi thấy chủ nhân cũng đang báo giá là 268 triệu rồi. Đó. Hôm nay thì em Tùng và Phan đã giao lưu với em An rồi. Và em An có nhờ báo hộ cái giá là 286 triệu cho anh em nào yêu thích nó đó. Ui, như quả núi thật. Cái này thì cái nó già nhá. Nhưng mà người cứ bảo như anh thích đến đâu cắt đến đấy nhỉ. Nhưng mà người cứ bảo là cắt xong rồi nó không bật lên, nó dồn hết đây, nó vẫn lên. Vẫn lên nhá. Cái thằng nào được mình cắt. Người ta đi cắt tất cả thì cái thằng lắng núi hoa cắt hoa bị lớn. Vâng. Chạy vẫn bình thường. Đó, tốc độ của Tùng làm cây nuôi cũng rất là tốt nhé. Nhanh mà lại đẹp mà lại giữ được cái màu già, không bị trẻ. Vẫn cứ già mà tay cành phát triển rất mập này. Các bạn nhìn. Mập đẹp không? Thế nhưng cái này thể dục nhiều đúng không? Vâng, đấy, anh nhìn thấy cái thể dục thì là mới chửa to thế này này. Và nếu không thể dục thì nó sẽ bị bé. Đúng rồi. Mà nó lở mà nó nhăn nheo ra. Đúng cái bài là phải thể dục cho cây đây các bạn này. Ví dụ cái này nhá. Đây, thể dục này này. Cứ vặn vặn thế này. Đấy. Đấy là cái bài thể dục cho cây đấy. Cứ bẻ vặn này. Nó trông lớn hơn nhiều. Nó lở ra đúng không? Lở ra. Ừ. Mà lại mài cái dối nó còn là nó lứt ra cái giá nó đẹp hơn. Da đẹp hơn, nó không bị nhăn. Không bị nhẵn quá. Đấy là cái cách chia sẻ của anh em làm cây đó. Kỹ thuật rất là cao. Nhiều người bonsai Đình Vượng vào đi xem vén vén này bảo ôi ôi sợ hỏng cái cành của người ta, mà không phải đâu. Mình vén như thế người ta cần cho thêm tiền ý. Mất công đi thể dục hộ cho người ta. Đấy, thể dục cây là rất khỏe mà nó mập. Cái gốc thì nó to lên nó mới đẹp. Để xem cái mặt bên này xem nào. Cái này ngày xưa nó cây tán thế nào đấy? Cây tán anh ạ. À. Giả thế nhỉ? Ngày xưa Tùng sưu tầm được toàn đồ giả quý đấy. Lúc anh Vương xem cái ảnh ngày xưa mua sự. Lúc mua có mấy tiền đấy nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Nó có là gần 6 triệu. 6 triệu cái này. Giờ 7 triệu bán luôn. Còn lại bán luôn. Cộng tí là bán. Giờ cộng tí là bán à? Ngày xưa là mua là. Đâu đâu đưa đưa đến đây xem nào. Đây. Ngày xưa mua là
Đây, anh lúc mua đây. À, 6 đấy. triệu cái này. Đấy. Đấy, thế bây giờ thành cây rồi nhỉ? 6 triệu còn đắt. Ừ. Đấy, mặt sau đây. Mặt trước mặt sau. Ừ. Đấy, lúc mua có 6 triệu cái này rồi. Có cái cục này. Cục cục thế này rồi. Thế mà bây giờ thành cây này đây này các bạn này. Đúng là nghệ nhân này quá giỏi. Bao nhiêu năm rồi? Đây là mùa 2019. Cục 19. 2019. Mới có 4 năm. Ôi giời ơi. Kinh khủng chị em Tùng em mới 5 cây. Khiếp thật. Chứ một cây có 6 triệu sau 4 năm bây giờ lên bao tiền thế này thì không giàu mới là lạ. Đúng là nghệ nhân đẳng cấp. Còn nhiều người mà không biết cách làm mà các bạn ạ, thì cứ nuôi cứ loay hoay mãi xong lại chặt lại phá này mà nuôi không không định hình được, hỏng mãi. Đấy. Kìa, sau có 4 năm mà cây biến hóa không thể nhận ra. Gửi lại cho chủ cũ bây giờ thì đúng là hoa mặt trong mặt, không nhận ra được. Ui, già gu ghi nhỉ. Khắc ghi nhỉ. Già khủng khiếp này. Nó đang che mất cái bông trước này. Nó hơi nó hơi che mất cái chỗ. Hơi che mất. Đúng là không ai có thể nhận ra cây của Tùng sau một thời gian ngắn đâu Tùng ạ. Biến hóa khôn lường. Cái tay này làm kinh khủng thế này à? Vâng. Quật quại thế này đó. Nó chạy và nó vật vã. Xong nó lại văng ra. Văng ra. Đấy. Khó chịu các bạn ạ. Đây là do con người làm nên chứ không phải là thiên nhiên ban tặng nhé. Cố tình làm nên thì nó quật quại như thế này. Có những cái là thiên nhiên ban tặng, có những cái là con người chủ động làm nên. Con này là mang lên cái chỗ mà cái bãi đá này thì ạ. Bãi đá bây giờ nó chú bảo là chụp cái chốn đâu được. Được chụp cái phôi của anh. Giờ thợ làm đá cũng cao tay nhỉ, cao tiền. Làm đá nhiều tiền quá. Tiền đá đó là tiền cối. Xem lại cái phôi tiếp theo cái này. Như phúc đá nó cứ làm một bệ đá 100 triệu một cây đúng không? Có ít tiền rồi. Nhưng cây nó phải nói là cây nó nhiêu tiền, cây tiền tỷ. Cây tiền tỷ thì mới bệ đá mới 100 triệu được chứ. Cây ít tiền thì nó phải vừa phải, làm sao cân đối. Đúng tay nghề của thợ khác. Ôi bên này nó già kinh lắm đây các bạn ạ, nhưng mà nó ngược sáng. Độ già bên này đỏ au cây. Vào vườn nhà Tùng ở Tùng toàn tuyển hết rồi. Đây, này, một cây bé bé này. Cái này có đọc giá giao lưu không? Con này 65 triệu. 65 triệu. Đấy. Anh em nào cứ mua của Tùng xong nhờ Tùng nó gửi làm luôn cho. Bao giờ thành cây đem đi triển lãm thì bé bé. Một con trực đẹp ghê nhỉ. Cốt xịn lắm. Luôn nực. Rồi, đứng đây nhìn nó mới đủ sáng. Con này mà có trời nắng nó sáng nó dọi vào nó mới đẹp này. Ôi, ghê rồi. Nhăn nheo chun khiếp không? Nhiều phôi đẹp thật đấy. Nghệ nhân Tùng phải nói làm cây siêu nhanh. Mà cây lại rất khôn, rất đẹp chứ nị. Chứ nó không bị dại cây. Đấy mà cái tài giỏi của cái nghệ nhân này. Đáng để học hỏi. Cây lúc nào vẫn cứ màu già các bạn nhé. Không bị trễ. Tay cành cắt giật rụt rịt. Đấy cái mặt sau đây. Hai mặt đều đẹp. Vào đây nghe có thần thái ghê nhỉ, đô sộ nhỉ. Nhìn bóng hằn bóng đẹp ghê thật đấy. Vào đây nhìn đúng nhìn cổ thụ mà. Cổ thụ nhìn là thụ cây nhỉ. Vào đâm lùn nhìn đẹp thế. Hiên ngang thật bất khuất thật đấy. Thần thái ghê này.
nó vai viếc, nó hai cái vai nó mở cây đẹp thật đấy. Rồi lại ngắm thêm cái cây này rồi. Dạ. Gai góc. Đấy, toàn những gai góc. Ngắm phôi như tùng thích. Phôi các bạn cứ đường nét nó làm hòm hòm thành cây hết rồi. Đấy, cái khu vườn nhỏ thì các bạn ạ, ít thôi, thế nhưng mà thực sự quá chất lượng. Các bạn cảm nhận thấy không? Một cái khu vườn nhỏ nhỏ, không nhiều cây nhưng phải nói đi vào hàng chất lượng, quá chất lượng. Đấy, thì anh em tôi bây giờ đi chơi vào cái hàng chất là chính. Mà là chăm nó nhàn, nắm vườn vào dày đặc cây đi không có chỗ mà đi. Thế nhưng mà để tìm cái đẹp nó lại khó. Đấy, nhà em Tùng đây, này, sân trên sân dưới đây này các bạn xem. Ui, tí nữa bonsai đi vượng sẽ xuống đây quay cho các bạn xem này. Toàn cái VIP ở sân dưới này rồi đây nhá. Ở trên này là đang hàng chân lui dở dang đấy. Rồi, giờ bonsai đi vượng này xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.